Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh vừa có buổi làm việc với huyện Trạm Tấu về kết quả thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện. Từ năm 2020 đến nay, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Trạm Tấu nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các kết luận, đề án và văn bản cấp trên liên quan đến pháp luật. Ủy ban nhân dân huyện và Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện xây dựng và ban hành 41 văn bản, phối hợp tổ chức 7 hội nghị phổ biến giáo dục pháp luật, cử 64 lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn tại tỉnh, thực hiện gần 1.000 buổi tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Cùng với đó, tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua 2 hội thi, xây dựng 146 tin bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của huyện, biên soạn cấp phát hàng trăm cuốn sách bộ tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền. Việc ứng dụng công nghệ thông tin mạng xã hội trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật được đẩy mạnh, quản lý khai thác tốt 100 tủ sách pháp luật. Trong thời gian qua đã trợ giúp pháp lý cho 690 đối tượng tại các xã thị trấn, duy trì hoạt động hiệu quả 60 tổ hòa giải, thực hiện các vụ hòa giải đạt tỷ lệ trên 95%. Trong thời gian tới, Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Trạm Tấu tiếp tục bám sát chỉ thị 14 của tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện kết luận số 80 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đổi mới nội dung hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phù hợp với đối tượng đặc thù, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật để người dân dễ tiếp cận và thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật giữa các thành viên, các cơ quan đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện.